Cũng xin chào quý bà con và các bạn đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có đến điện Bù Hông ngay ngày rằm tháng Giêng. Thì bà con hôm nay về đây giếng núi rất là đông. Đó, thì Lê Thanh cũng gây một đoạn video gửi đến khán giả gần xa để xem một đoạn video này. Thật sự bà con hôm nay về gọi là như là dở trận vậy đó bà con. Cho nên Lê Thanh sẽ đi vòng vòng ở đây để quay cho bà con xem một đoạn video ở điện Bù Hông nha. Thì mời khán giả cùng tiếp tục ạ. Đi lên chảnh đi. Đây bà con hôm nay rất là đông nha bà con khán giả. Thứ nhất bà con về đây để giếng núi, có những anh chị em mà có phần tâm linh đó về đây cũng xả căng về cho khỏe, nhưng cũng có nhiều anh chị em để cúng để giá giang cho cái năm mới này mình ăn làm ăn được thuận lợi. Đó, thì bên đây rất là đông nha, để Lê Thanh sẽ quay về hướng bên đây cho khán giả xem. Thì bà con lên cũng rất đông, nhưng bà con cúng về thì bà con cũng đảo xuống lại và đi lên đi xuống. Quá đông rồi bà con. Thì phía trên đó là chỗ điện thời trang Ngọc Hoàng, thì hôm nay bà con về đông quá cho nên mình lên chảnh rất là khó, đứng đây để quay cho khán giả xem rất là đông. Ở phía bên đây là chỗ thờ mẹ Diêu Trì Phật Mẫu. Ở phía bên đây là chỗ thờ mẹ Diêu Trì Phật Mẫu. Bà con cũng về đây để cúng vái cho bình an khỏe mạnh. Đông lắm nha bà con. Nãy chỗ cái đường mà hẹp hẹp nhỏ dưới đó là kêu bằng chen chân không lọt luôn. Ở dưới chỗ Phật Di Lạc còn đông dữ nữa. Nãy nó nắng quá cho nên Lê Thanh không có quay dưới được. Sẽ qua bên chỗ bên đây. Bên đây là chỗ điện Cửu Huyền Trăm Họ. Nên bà con về rất là đông. Sơn đào để đi hướng bên đây đông trên chỗ điện Cửu Huyền Trăm Họ này đông quá. Đây là chỗ đốt giấy tiền vàng bạc. Ồ quá đông rồi, sao mà nó lên. Nhường qua cho hay nhường qua đi ba chứ. Tính ra biết chừng nào. Gặp đó chưa? Gặp rồi đây nè, nó điện đã được. Ồ nó đâu rồi. Hai chị em tôi á, trả trả bà. Đây là điện thờ Cửu Huyền Trăm Họ nha. Ngày rằm tháng Giêng bà con cũng về đây để cúng bái. Cũng đông ở trong rồi vô đâu được. Anh thử, thử đi vòng quanh đây coi. Quá, con cúng cơm nhiều quá. Chắc mình đi xuống phía dưới đây, trên đây đông quá. Xuống phía dưới mà. Anh theo luôn. Bước qua bên lề này nè.
Giờ chưa uống nước. Ra ngoài đây kiếm nước uống. Đây có đồ tương hả? Đây có nè, muốn tương cái gì em đã đi hay sao? Nha. Muốn không? Đây có cơm chay. Nè. Cái đó rồi. Giờ đi xuống thôi. Đồng quá trên, đồng quá giờ đi xuống. Mua áo không? Mua đồ không? Nên chạy luôn. Lên đây không chứ còn nãy mấy bà dưới là chạy cắn làm hết. Sao? Ủa sao người ta la hả? Người ta không cho hả? Không cho. Ta còn mang lên cái gì? Khu du lịch người ta đâu cho xin. Hồi nãy còn ta cũng cho hai dùm đó. Vậy đó hả? Ồ mấy cô này chạy luôn à. Chắc công an lên thì không cho ngồi xin nữa. Đúng rồi, khu du lịch nè. Ta không cho ngồi xin. Cô đó chạy bỏ đồ lại luôn. Rồi sẽ đi xuống mấy dưới thôi, thầm thiếu đi đang khát nước, xuống mấy dưới thôi bà con ơi. Cái này là đi mau xuống chỗ cái hồ đó. Đứng đây đợi xe. Ôm bụng con vô. Ôm vô hả chị ạ? Dạ.
bụng có gì đâu ôm. Hỏi cái xuống dốc rồi đâu phải lên dốc đâu ôm bụng. Lỡ đâm chỗ này cho chú đi. Cũng lòng á. Đây không? Ờ đây đi, sắp vô đây. Rồi chút nữa chú xuống núi chú điện nha. Ngủ ở đây luôn. Hả? Ngủ ở đây luôn. Không ngủ, chút nữa về. Không biết nói là lỡ đây ha. Lỡ không, chút nữa chú coi chỗ nào chú điện. Rồi. Không, không thể tưởng tượng. Xe chạy là không kịp luôn, có người đứng đợi luôn. Phá xe à? Ở đây chùa Vạn Linh là cứng ngắc luôn. Ờ à, chùa Vạn Linh đó đó. Qua chùa Vạn Linh chứ. Đây là cấm bán hàng rong, bán cái số chứ à, không có cấm quay phim. Không sao. Đó, phía bên kia là tượng Di Lạc ở bên đó nha bà con. Hôm nay ngày rằm như ngày Tết vậy. Đông hết nói nổi luôn. Trời. Xuống, chở xuống. Xuống. Chở xe xuống nè. Chọc, chọc chưa ôm. Chọc xe ôm. Hello anh Thanh. Ờ hello chị cho Phan. Nhìn thấy người không? Thì là đi vô hướng bên này, đi ra hướng bên kia, vô hướng này. Vòng vòng đi dạo ngọn u trên đó là đi đông quá kìa. Không đi chẳng nổi rồi mà, xa quá thở. Đi vòng cái đi. Đó, cảnh đẹp nè, chút nữa ở đây chụp hình. Mát quá.
Ui, bà con này đông quá. Ăn chút đi. Sẽ vào bên chánh điện mình quay vòng cái mình đảo ra nha. Chùa Vạn Linh. Quy Sơn đó nè, ghép tại đây. Ui, mát rồi. Dạ, Lê Thánh xin chào khán giả. Thì nãy giờ cũng có quay một đoạn video ở trên đỉnh núi Cấm, cũng như là điện Bồ Hông, và đi dài xuống chùa Phật Linh, chùa Vạn Linh. Đó thì giờ này cũng chuẩn bị xuống núi rồi, Lê Thanh cũng xin khép lại video. Cũng xin kính chúc cho quý bà con, quý khán giả xem được video có nhiều niềm vui, nhiều may mắn. Thì hôm nay rằm tháng giêng rất là đông. Lê Thanh cũng xin chào khán giả, hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ. Bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.